cầm một cái máy kia để cho đo đây nè, có được á. Hello anh em nhá, lâu quá livestream chia sẻ tí cho anh em, share cho anh em nghịch phá chơi Ambition K44. Nhiều anh em cứ thoải mái chơi nhá, không có gì đâu mà hư, không sợ ngại mà chết IC cả, không có vấn đề gì cả, cực kỳ đơn giản thôi. Share cho anh em thực hành đây nha. Rồi SH này mới xong, mới lắp nha anh em. Đẹp không? Khá là đẹp nha anh em. Anh em tới đây mới xe này phá thoải mái đi. Quan trọng là sức mà phá hay không thôi. IC bao không chết được đâu. Mới xe này các bạn trừ khi lấy búa đập nó mới chết rồi, chứ khó chết lắm. Khó chết cực kỳ luôn. Dạ. Chú đâu hết pin chạy vô tiệm. Cái này mình phải mở qua xanh. Cái này mình phải mở qua xanh chú. Nó không nhận à. Rồi hết pin không? Có thể quên pin không? Không lên gì hết rồi. Kiểm tra pin cho chú. Không kêu à. Bình hết bình thì nó không kêu đâu. Rồi chia sẻ đông tí anh em ơi. Đó, đây là con Vision đệ tử K44. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em, hồi giờ chưa đọc sơ đồ mặt điện thì chúng ta khởi động đề như thế nào. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ phá nha. Đấy. Cái cuối cùng là chúng ta sẽ phá. Đây K44. Và những loại này thì anh em cứ hay bị chết xe cơ bê kinh niên, cứ thay vào lại chết xe cơ bê. Có nhiều anh em chết tới 3 con, tới 5 con mà cứ cố tình thay vào. Thì chúng ta lưu ý. Rồi, mô bin. Xe chân chuồng đây. Rồi, xe này thay cái bình nó nhỏ hơn chút. Nó là đêm gì à, cái này là cái phiếu bảo hành ghê quá. Lâu quá em chia sẻ với anh em, bữa giờ bận công việc. Này cứ gọi luôn không. Vision mới á, KC2. Chia sẻ mạnh mạnh lên anh em ơi. Nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm trưa, chúng ta nghỉ trưa, chiều chúng ta làm tiếp. Những anh em đang xem live thì chúng ta bổ cho cái quả sẻ. Cho quả sẻ đi cả nhà ơi. Ok. 30 người đang xem, 33 người đang xem. Chia sẻ mặn lên anh em ơi. Rồi, phá chơi cho anh em tí. Rồi, đầu tiên là cái xe CKB của anh em hay chết á, nó sinh ra đầu tiên anh em phải thay cho mình cái chụp.
Rồi anh em khu vực phía Bắc chúng ta gọi là cái tẩu buji, cái bọt buji, cái bọt. Đây chúng ta có rất nhiều những cái cách gọi khác nhau, cái tẩu, cái bọt, rồi cái chụp, chụp buji cũng đúng, cái tẩu buji cũng đúng. Thế thì rất nhiều anh em chúng ta phải lưu ý. Thế mình à? Tôi quên tắt khóa à? À, không tắt khóa là hết ngay chú. Riêng cái ba ổ khóa đấy mà không tắt là nó hết ngay. Có bữa nào xuống khóa chìa chạy cho nó sướng. Ba cái sở bên cây rồi chạy chán lắm. Xoay xoay rồi nhấn đổ hết ngày hết giờ. Cái này bữa nào con xuống chìa. Con tặng cho chú cái ổ khóa luôn. Chú đưa con mấy cái này xuống, con xuống khóa cho chú luôn. Được chưa? Ở đây con xuống nhiều rồi chưa? Xuống đây chú lớn rồi, ăn xong rồi cứ đi ra bấm cái này, bấm đi vào đỏ đỏ xanh xanh. Mắt mình lâu ngày nó yếu nữa. Xuống khóa chìa. Đây xuống khóa này chú. Đây lắp vào cái là xong. Mai mốt mất chìa dễ cắt nữa. Cái chìa này cắt rẻ. Cái móc cái không mấy trăm ngàn, gần triệu bạc cái móc đó. Rồi thì anh em chúng ta hãy chịu khó thay cái chụp nha. Nghi ngờ quá thì anh em phải vứt bỏ cục bobin. Đó, để cho anh em trước khi thao tác chúng ta mà chết CKB liên hoàn cước. Đó, hai vấn đề đó. Còn cái mát này thì anh em yên tâm đi. Cái mát này con xe này nó đi mà trâu bò tới cái này anh em thấy không? Chưa xi nhê gì đâu. Đó, đây là tổng mát bắt ở khung sườn. Đấy, con xe nó cũ nhìn nó ghê như thế này mà chưa xi nhê gì. Còn anh em nào khu vực nào muối hay là biển thì anh em tháo ra lấy cái rúa trà vệ sinh tổng mát tí. Đó, một cái và quan trọng ở đây nữa này. Đó, quý anh em phải xem ở bên cái bừng nồi côn. Đó, đây có cái tổng mát. Đó, ở đây là mát khung. Ở đây là mát động cơ. Thì anh em phải lưu ý ở đây cái mát này có rất nhiều anh em tháo ra nó bị xục xịt, lỏng. Thì yếu tố anh em làm nghề chúng ta chỉ cần quan sát vị trí đó. Bất kỳ một con xe nào luôn luôn có cái tổng mát ở sườn. Rồi, và đồng thời ở động cơ. Chúng ta phải làm cho nó ngon lành cằn đào. Đấy, còn nhiều anh em bảo bây giờ hôm nay mình vẫn đọc được cái comment Tuấn ơi mình đang đổ máy rút cái này ra chết IC. Không có cái nào là cái vô duyên như vậy được. Bởi vì bất kể cái thứ ở trong liên quan tới hệ thống phun xăng điện tử khi đang nổ động cơ nha, động cơ khi đang nổ, tất cả những giá trị, những con cảm biến này rút ra không ảnh hưởng gì tới vấn đề chết IC cả. Mà không biết là anh em lại thao tác như nào lại chết IC. Và kể cả cái kim này cũng vậy, đang nổ máy rút ra cũng không mà chết IC. Nó sẽ ngắt phun thôi. Thì lúc này nó sẽ tắt động cơ. Yeah. Và tiếp tục lúc này đang đánh lửa ở mô bin sườn. Thì lúc này chúng ta rút trường hợp 1 đến 2 giây này ra, ở mô bin ra nó cũng mất lửa thôi. Thì lúc này động cơ không có lửa mà. Thì nó sẽ tắt động cơ thôi. Không bao giờ gây hại tới IC. Đó. Nên có rất nhiều anh em cứ hơi tí sợ chết IC này. IC dễ gì mà chết anh em, trừ khi anh em cứ quẹt vào mát nó mới chết thôi. Đó. Còn đây là mình chia sẻ anh em hồi giờ luôn luôn thiệt tình. Không bao giờ để anh em nghịch dại để chết những con IC. Rồi 50 người chơi mình sẽ mô phẩm cho anh em khi động cơ nổ rút hết IC này chết bỏ. Thì trước mắt nó nổ máy hay không thì chúng ta sẽ bấm lận đề. Rồi anh chờ, anh nhờ em hỗ trợ cho em chút. Rồi, xe nổ máy đúng không anh? Đó, nổ máy không lên ga là biết ngay. Đó. Đó, ok chưa? Đó. Đấy, đang nổ máy ở đây, anh em sẽ rút một sợi dây ra này. Coi chết đi xe không nhá. Ok, thì lúc này nó chỉ là gì, không nắn lửa thì đương nhiên động cơ sẽ ngưng hoạt động. Rồi, ở chế độ vẫn đang, khóa điện đang ở trạng thái on, không sao cả. Rồi, ở đây chúng ta tỉ mỉ vào, rồi tiếp tục cắm vào. Rồi, anh trai khởi động đề cho em cái. Rồi, lại nổ thôi. Ok. Vậy thì hai dây này nhiều lúc anh em lại nghi ngờ bảo rút dây lửa ra thì không sao, mà rút dây tín hiệu xung rồi ra chết mô bin đúng không? Chết IC. Rồi.
Rồi. Ok, đây là mình thử luôn cho anh em, không bao giờ gọi là từ chết. Chết là trừ khi không biết là anh em hiểu anh em làm như thế nào nó chết. Còn vấn đề hôm nay mình lại live stream, anh em hy vọng rằng chia sẻ để cho anh em thợ nào mà hay làm chết IC để anh em nhìn được cái view này để anh em không sợ nữa. Rồi, khóa điện đang ở on. Rồi, lúc này em lại cắm vào. Rồi, anh trai giúp em chút khởi động. Rồi, ok, anh nhịp ga cái cho nó quay nè. Ok nè, không sao. Rồi, ok. Rồi. Rồi, đầu tiên là mô bin. Còn cái này quá đơn giản rồi, đúng không anh trai? Anh bảo rút này ra chết đi xe không? Chết không? Chết anh chịu nha. Chịu không? Đó, như anh này anh biết sợ đấy không? Đó, như bản thân như anh này anh bảo mình bảo rút ra có chết đi xe không? Chết anh chịu không? Anh im. À, chứng tỏ anh em vẫn sợ. Nè. Ok. Ngắt bơm. Yeah. Rồi, để khóa điện on luôn. Rồi, cắm vào. Rồi, anh trai lại tiếp tục sờ vào nút đề cho em. Lại nổ. Rồi, xong. Tiếp tục cái này, chết không? Yeah. Đó. Rồi, chẳng bao giờ chết cả, trừ khi chúng ta cứ quẹt, chúng ta dí vào đây, chúng ta khởi động đề. Thì lúc này cái tín hiệu sung là cái dây màu hồng sọc săn. Ở trạng thái chúng ta ngâm vào mát nhiều, nó mới sinh ra chết. Đó, anh em phải lưu ý. Hoặc lúc này tín hiệu sung nó sẽ chập vào nguồn 12V sau khóa, nó mới chết. Nó mới chết. Yeah. Khi chúng ta khởi động đề, nó sẽ chết. Đó, không có gì cả. Cực kỳ là đơn giản. Chúng ta cứ mặn dạn lên. Trò chơi luôn luôn có giải thưởng. Rồi, tiếp tục ăn chai đề. Rồi, lại nổ. Nè, yeah, nổ máy luôn rồi. À. Rồi, với cái này thì chẳng liên quan gì cả. Đúng không? Với cái này chẳng liên quan, khi nó nổ rồi nó mất tác dụng. Riêng cái van từ này nổ xong không còn tác dụng gì nữa. À, nó luôn luôn ở trạng thái đóng, ngắt bớt một đường gió. TV này rút ra thì lên ga không ngọt thôi. Nè, đúng dứa mày. Rồi, chẳng bao giờ liên quan gì tới vấn đề garanti cả. Còn cảm biến gió này nó chả là cái gì cả. Thấy không? Đấy, cảm biến gió này thì chẳng liên quan gì cả. Đó. Có gì đâu anh em phải sợ. Rồi, còn cái này sẽ là cái gì? Quá quen thuộc. Van kiểm soát khí bay hơi Epapo. Hư bỏ luôn. Rồi, xe đang đổ máy, làm luôn ở đây luôn. Làm luôn ở đây thì chẳng bao giờ liên quan gì cả, chết cả. Nó không sạc thôi. Đó. Đấy, nó không sạc thôi. Quý anh em thấy không? Rồi, rút cái này ra thì chết rồi. Chết máy không anh? Hả? Chết không? Rồi, ngắt mát. À, ngắt một cái mặt ở trong IC. IC nó sẽ cấp mát ra trên trống. Trống đi vào IC nó chỉ là ngắt. À, được lập trình trong con ECU. ECU. Chưa thấy bạn giật tẩu buji nhỉ? À, rồi, tiếp tục để tiếp anh trai. Ok, giật buji tẩu giật buji ra nó giật há mồm sao anh? Mà cái đó mình không dạy. Tự nhiên bây giờ nó đang nổ máy, mình rút ra nó giật. Không? Thì anh em mình lại cười lên. Thế không? Thay thì rút tẩu buji thì em rút ở đây chứ. Ở đây tự nhiên nó giật em thì sao? Nha. Ăn gì đâu. Ăn gì bảo chưa rút tẩu buji đâu. À, trung thần chưa thấy bạn giật ở tẩu buji nó giật em thì sao? Không? Giật em nó va tay vào đây nó đau em nhá. Đấy, mọi người thông cảm. Đó. Chẳng liên quan gì cả, anh em cứ chết mới sống rồi. Đây có cái jack CKP. Lên gà với ngọt thì cần đào. Chẳng liên quan gì cả.
này, vít bớt cho nhẹ xe, đúng không anh em? Ờ, liên quan gì đâu, vít bớt nhẹ xe. Anh em cứ sợ nhỉ, làm nghề này mà anh em cứ sợ. Rồi, chết máy cha luôn. Đấy à. Xe còn cái gì nữa đâu mà chúng ta sợ chết. Rồi, lắp vào, mất công, tẹt lửa, tắt khóa điện đi. Rồi, nhét vô cho em trai nào. Anh em làm nghề chúng ta hơi tí á, chúng ta cứ sợ hãi. Rồi, để tiếp anh trai. Rồi, lại nổ tiếp. Nha. Sao Minh Huy? Minh Huy bảo đi đường quyền lực là tèo đó anh. Đấy, anh em bây giờ muốn rút cái gì trong này nữa? À, mình rút hết cho anh em rồi. Không bao giờ là chết. Đó, do anh em không biết làm bất cẩn cái gì thì không biết, anh em cứ bảo mình rút cái này ra nó chết. Không thể nào chết. Thì hôm nay mình làm cái clip này mô phẩm cho mọi người. Không chết. Vẫn có gan tì nhiễn luôn. Phá cơ đó mà vẫn có gan tì, anh em thấy không? Phá tiếp. Nó xong nhiều, anh em rút mấy cái rắc này ra xong anh em lại mất guarantee, mình chẳng hiểu thế nào cả, phá cho nó mất guarantee luôn. Ok. Ok. Thầy Đức, thầy Đức. Thầy Đức, ra đây xem sư phụ phá rồi mẹ không mất guarantee. Nào nào, guarantee xe này hở bạc rồi. Nào. Đó. Chẳng hiểu anh em làm sao cứ mất gan tì biết. Rồi em rút ra hết rồi. Tục 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 chết máy. Lắp vào. Anh trai để giùm em cái có gan tì không? Rồi chết rồi, chết rồi, chắc chết đi xe quá. À, tắt quá, ok, nổ tiếp. Đó. Cơm mấy chú đi lấy. Chết cho nó chết luôn. Ờ. À, rồi để tiếp anh trai. Mong nó mất guarantee chẳng có bao giờ mất được. Ờ, à, rồi nói ra. Để anh trai. Đó. Vặn tá là đi tung không bao giờ chết. Còn chúng ta làm chưa tới là do tay của chúng ta. Mọi người chịu khó tập cho đôi tay của chúng ta nhuần nhuyễn. Rồi đang nổ máy cắm TV vào luôn. Ok. Cho gan ti nhỏ lại. Xin. Đó, xe này đang hở bạc nữa nha anh em. Anh mang cái máy ra phân tích coi biết hở bạc không? Mang cái máy ra phân tích coi hở bạc không? Điên cơm luôn nha lên. Rồi, xe này đang hở bạc nha anh em. Lấy máy phân tích coi biết hở bạc không nha. Rồi, ok. Đúng rồi, cổng cái like đó. Rồi, anh em coi phân tích máy coi biết hở bạc không nha. Alo. Ờ, à, lấy hai cái. Nhà khổ quá, thì lấy cái thôi mà đang hết tiền thôi. Bảo thấy gọi điện thoại thôi, làm thêm cái thôi. Bên này đang bảo, bên này đầu tư xe cộ nhà cửa đang toàn hết.
mua trả góp nhé, ngân hàng giữ hết. Okay. Lâu quá không gặp thầy. Đây, đâu, xe này đang hở bạc, anh em phân tích dữ liệu coi có cái gì sai không nhá. Rồi mình chúc anh em ơi, những anh em chuyên gia nào sử dụng máy phân tích dữ liệu nào. Rồi, thì bây giờ mình xóa lỗi hết đi nha. Rồi, xóa lỗi hết đi. Anh trai tắt em cái khóa cái để em mở lên. Rồi, ok, mở lên cho em. Rồi, lúc này mình sẽ xóa hết cái lỗi cho anh em phân tích dữ liệu cho nó chuẩn tí nhá. Những anh em nào chuyên gia hay phân tích dữ liệu giúp dùm chúc. Rồi, xe này đặc biệt là đang hở bạc rồi đó. Khói ra nghi ngút. Rồi, ok. Rồi, dữ liệu động cơ. Nổ máy anh trai. Đây, các anh em nào chuyên gia phân tích dữ liệu, phân tích dùm chúc nha. Rồi, thời gian phun 2.4, góc ánh lửa 7.5 độ. Rồi, O2 trong giải, ECM tối ưu -6 -7. Rồi, phân tích dùm em cái, hở bạc chỗ nào. À, xe này xúc bắp, nấm cũng hở luôn rồi đó, khói ra nhiều quá mà anh trai đúng không? Khói, khói trắng hết rồi mà. Trời, rồi, ướt nhẹp luôn nha anh em nha. Bô được ướt nhẹp luôn, xịt khói hết rồi. Rồi, như này thì anh em chắc chẳng biết phân tích cái gì đúng sai đâu. Cái này quan trọng chúng ta giờ cần có kinh nghiệm. Rồi, biết hở bạc thì tư vấn khách hàng tháo làm bít tông bạc lấy tiền cho nhanh. Máy tất cả tỷ số đều chuẩn. Rồi. Đâu anh em phân tích như này biết thế nào là hở bít tông bạc nào, giúp em cái cơ nào. Em đang nói là xe này hở bạc luôn rồi đấy. Rồi, mọi người vào phân tích giùm em hở bạc, hở bít tông chỗ nào đâu. Xúc bắp hở chỗ nào đâu, giùm em chúc. Rất mong những cái comment của mọi người. Đây, bỏ ở đây luôn. Giá máy. Sơn Nam, comment giùm anh giúp anh chúc chỗ nào thông số đang sai đâu em ơi. Dòng tô máy. Rồi anh em xem giùm tí thông số chỗ nào sai không ạ. Khi con xe này đang hở bạc bít tông và đồng thời xúc bắp này cũng hơi hở đó. Ok Sơn Nam, ok Lê Ngọc Sơn, chỉ biết giá máy Phú Quốc.
Phú Quốc mới vào hả? Phú Quốc. Mới á. Phú Quốc. Để Phú Quốc. Đồ ăn ngang em thôi, Sơn Nam ơi, anh cũng giá máy rồi, thông số này ăn chẳng biết phân tích cái gì nữa em trai ơi. Đồ bây giờ phân tích cái này biết chỗ nào hư hay không, ăn thua á. Đây đây đây, khỏi. Tá lạ đi tung. Rồi nhiệt độ lúc này đã 95 độ C, 96 độ C nha anh em. Trương Thế Vương, hello anh em, ok. Rồi Thọ Trần, em hóng thôi anh ơi. Thôi thì anh em cứ ok này, tháo ra giá máy nhá. Em chẳng biết sai chỗ nào luôn. À, khó quá, nhìn vào trong này chẳng biết nó hở bạc. Gì vậy? Rồi bên này chẳng có cái gì coi cả, chỉ có bên này thôi. Bên này là thời gian phun gốc đến lửa, bướm ga, TBS, O2, nhiệt độ động cơ. Thôi thì đẹp quá thôi, anh em không coi được thì thôi. Video xin phép được dừng tại đây nhá. Rồi, tí nó hạ máy. Rồi thì video ngắn gọn ở đây mình chia sẻ cho anh em đấy. Làm nghề chúng ta cứ thoải mái chơi. Luôn luôn vui chơi thì có thưởng. Đấy, không xảy ra cái vấn đề gì cả. Đấy, anh em cứ thoải mái. Đấy, cứ thoải mái, không sao hết. Chúng ta chỉ có coi nó là con Rimway Trung Quốc thôi. Và đôi khi biết sửa nó thì nó dễ hơn con Rimway Trung Quốc. Bởi vì tất cả cái gì cũng dễ. Bởi vì Rimway Trung Quốc thì lâu ngày nó cũ rồi. Nào thì chế cơ, nào thì góc đánh lửa, nào thì bu lăng, nào thì lung tung. Đúng không? Nào thì IC, nào thì dây mo ve. Đó, chúng ta làm FI này nó dễ hơn Rimway Trung Quốc. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ, ngày thứ bảy cuối tuần. Tối nay chở vợ, chở ghẹ đi ăn cua, ăn ghẹ gì đó. Rồi, thank you mọi người. Cơm cho hai anh em, cơm cho Trương cơm nhỉ? Cơm thì chiều múc AB kia. Xong rồi từ để yếc. Quá trời xe. Học sợ không hết xe. Quá trời xe, học sẽ không hết xe. Chừng này mà xe nữa, mà về nhà mà sợ xe nữa thì em không biết rồi. Để như thế nào nữa, về nhà mọi người phải chịu khó luyện nữa. Nhiều xe lắm mọi người, càng ngày ở đây càng nhiều xe cho mọi người tới phá. Tiền thì thiếu thôi, mà xe ở đây chẳng biết bao giờ thiếu đâu anh em ạ, nhiều lắm. Buổi trưa này, trong cái thời gian buổi trưa có anh em nào mua cái đồng hồ đó áp bơm này không cần phải nhớ thì comment nhá. Nó có hai loại, loại to loại nhỏ nha quý vị. Đây, cái này nó bảo áp suất thấp thì chúng ta thay đủ màu xanh, đỏ là cao. Đó, tay cầm. Đó, anh em nào yêu mến cái đồng hồ xịn sò này thì comment nhá. Cái đồng hồ này không cần phải nhớ nó bao nhiêu ký đâu. À, cứ bật lên tới đây là thay bơm. Tới đây là cũng là thay luôn bộ luôn. Bị van xả áp. Rồi, có cái dao động ở đây là chúng ta tốt. Rồi, vấn đề xe vẫn hụt ga kiểm tra kim phun. Kiểm tra mô bin, kiểm tra chất lượng xăng. Cứ motor bơm tới đây nẹt ga khoảng chục phát, nó luôn luôn giữ ở đây là tốt. Còn nếu nẹt ga lên nó về ở trạng thái áp suất thấp thì chúng ta nên thay trụ bơm. Còn áp suất cao thì chúng ta thay luôn cả bộ nha.
Đấy, bởi vì van xả áp có vấn đề. Rồi, kính thưa tất cả anh em, quý vị thợ máy trên toàn quốc Việt Nam, yêu mến cái gì thì ủng hộ. Hôm nay có quý vị nào ủng hộ cho cái này không ạ? Chống cháy. Đấy, chuẩn bị mua ô tô rồi, cần phải có tiền đổ xăng, anh em nào ok thì hỗ trợ nhá. Ủng hộ. Vít. Nước tẩy rửa đã về đây thì anh em cũng ủng hộ luôn, mỗi người khoảng 2-3 chai, 3-4 chai đi. À, bữa giờ ít like quá. Ok. Rồi, cảm ơn quý anh em. Và mình xin phép được tắt livestream ở đây.